Chức năng tiếp theo trong thanh menu Noi là Dust and Fast, tức là chúng ta tẩy bụi ảnh. Tôi chọn đối tượng hình, các bạn vào filter Noi và mình chọn phần Dust and Cast. Sau khi chọn xong, các bạn thấy rằng đối tượng chúng ta bị mờ nhòe đi, đã xóa đi những vùng bụi không cần thiết. Các bạn có thể tăng kích cỡ này, ví dụ tôi cần độ mờ tương đối khoảng 2%. Ở đây thì sót cái ngưỡng chúng ta lấy lại độ mờ là bao nhiêu, độ sắc nét của chúng ta cần lấy là bao nhiêu. Ví dụ tôi cần lấy ở cường độ này thôi. Các bạn thấy rằng những đối tượng ảnh lấm chấm của chúng ta đã bị biến mất rồi. Tôi kéo lớn lên này, các bạn thấy rằng những chấm của chúng ta vẫn tồn tại. Tôi giảm vừa thôi, vừa đủ để khử đối tượng này. Nếu đồng ý các bạn ok, nếu không đồng ý chúng ta ken ra ngoài. Thì đây là chức năng chúng ta sử dụng để xóa những đối tượng bụi ảnh. Còn bây giờ tôi đồng ý, tôi ok, thì những bụi ảnh chúng ta lập tức bị biến mất. Sau khi tác động xong, các bạn muốn lấy lại những cái vùng mà chúng ta thấy có độ sắc nét, tôi có thể dùng công cụ History Brush và cường độ 100, hay là tôi cho 50 thôi, nét cỏ mềm, tăng lớn kích cỡ lên và chúng ta cùng nhau vẽ lấy lại những phần cần thiết để cho tấm hình trông sắc sảo hơn, ví dụ như vậy. Còn những phần nào mà tôi đã khử bụi thì tôi giữ nguyên vị trí. Thậm chí nếu cầu kỳ hơn, chúng ta có thể lấy lại những phần đen này tương đối sắc nét. Được các bạn. Ok. Thì tấm hình chúng ta vừa được khử bụi và đối tượng chúng ta vẫn đảm bảo độ sắc nét. Ngoài ra, trong filter chúng ta có phần Bezier. Cái này cũng là một chức năng khử bụi nhưng mà khử bụi ở những vùng trung bình. Nếu như tôi chọn, đối tượng chúng ta cũng đã khác rồi các bạn. Nó tương tự như Dust và Cast nhưng mà nó khử bụi mang tính chất trung bình thôi. Nếu như tôi đồng ý, tôi có thể ok, các bạn có thể tăng phần Radiance lên. Tăng quá nhiều thì chúng ta sẽ như thế này đây. Còn tôi tăng vừa phải thôi. Cái này làm tương đối nhòe và hình tương đối xấu. Nếu đồng ý chúng ta ok. Nếu đồng ý các bạn can ra ngoài hoặc là bấm vào đây để review xem trước. Và tương tự nếu như tôi đồng ý, tôi cũng có thể dùng chức năng History Brush lấy lại những phần cần thiết. Mà không tác động gì đến tấm hình nhiều. Đúng không các bạn?